Đình Hoàng Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2016. Thưa quý khán giả, bất đồng công khai và hỗn loạn đã bùng nổ ngay tại ngày đầu tiên khai mạc đại hội Đảng Cộng hòa được tổ chức tại thành phố Cleveland ở tiểu bang Ohio. Khi các giới chức lãnh đạo của Đảng Cộng hòa mưu toa nghĩa là tìm cách để dập tan những cái ý định mà chống đối ông Donald Trump, tức là ứng cử viên sẽ được Đảng đề cử. Phấn nộ bùng nổ khi mà ông Steve Wuwak, nghị sĩ của tiểu bang arkansas với tư cách là chủ tịch của đại hội đưa những quy định của đại hội qua hình thức bỏ phiếu miệng và lập tức đã gặp phải sự la ó của những người chống ông donald trump khiến cho ông woax phải bước xuống khỏi sân khấu của đại hội đồng thời cái nhóm ủng hộ ông donald trump cũng lại bắt đầu reo hò gây bất ổn nghị sĩ của tiểu bang utah là ông mike lee nói rằng ông hết sức ngán ngẩm trước những chuyện đang xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ông Cùng lúc đó thì bất ổn cũng gia tăng ở phía bên ngoài hội trường của đại hội. Bởi vì hình hình ảnh của các đài truyền hình cho thấy rằng rất nhiều nhóm chống của bên ông Trump đã tranh cãi lẫn nhau. Và cái hình ảnh đáng sợ nhất đó là một số những cái nhóm người phi châu da đen chống ông Donald Trump đã cầm những khẩu súng AK-47 và khẩu thậm chí súng shotgun mà được quyền mang đạn theo quy định của tiểu bang Ohio. Đã được báo chí phỏng vấn trong lúc đó thì dưới những cái biểu ngữ ủng hộ ông Donald Trump, những người mà ủng hộ ông Donald Trump cũng bịt mặt và mang súng trường để bảo vệ cái khu mà họ um, biểu tình ngay trước đại hội đảng Cộng hòa. Hàng trăm người ủng hộ ông Donald Trump tập trung cách nhau nửa dặm với một sự ủng hộ ông Trump công khai mang súng Ờ, chủ tịch liên đoàn cảnh sát um, tại Cleveland đã có yêu cầu ông thống đốc John Kasich là tạm thời đưa ra một cái uh, pháp luật hành pháp cho ngưng phép công khai mang súng nhưng ông trả lời rằng điều đó không hợp hiến pháp cho nên ông không làm. Thưa quý vị, đại hội đảng Cộng hòa diễn ra trong một bối cảnh mà nước Mỹ vừa mới trải qua nhiều vụ bắn, trong đó có vụ bắn 5 cảnh sát chết tại um, thành phố Dallas, Houston rồi sau đó bắn 3 cảnh sát tại um, Baton Rouge, Louisiana khiến cho ông Donald Trump đã dựa vào cái lý cớ này để kết án là Tổng thống Barack Obama đã không lãnh đạo nước Mỹ một cách xứng đáng và đồng thời cũng chỉ trích bà Clinton. Tức là đối thủ của ông Trump với đảng Dân Chủ và nói rằng 4 năm trong lúc mà bà Clinton làm ngoại trưởng của nước Mỹ thì chính sách cũng không đi tới đâu cả. Tuy nhiên ông Donald Trump cũng rất mơ hồ, ông cũng không đưa ra được một cái đường lối nào rõ ràng để cho thấy rằng ông sẽ điều hành đất nước ra sao nếu ông trở thành lãnh đạo tòa bạch ốc. Cũng liên quan đến đại hội đảng Cộng Hòa thì thứ quý vị, thống đốc John Kasich và nghị sĩ Rob Portman sẽ không đến dự đại hội cũng như nhiều lãnh tụ khác của đảng Cộng Hòa. Và những người này nêu lên một cái khẩu hiệu rằng nếu không có gì tốt để nói đó thì tốt nhất đừng có nói gì cả. Trong lúc đó thì giới lãnh đạo Cộng Hòa cố gắng tìm một cái thỏa hiệp với nghị sĩ Ted Cruz vì lực lượng của ông ted cruz vẫn còn đông đảo và có thể chống đối ngay trong đại hội ông ted cruz hứa sẽ phát biểu vào tối mai tối thứ tư nhưng chưa chắc ông sẽ tuyên bố ủng hộ ông trump trong khi đó thì nghị sĩ marco rubio của tiểu bang florida phút chót thay đổi ý kiến cho biết là sẽ không đến dự đại hội lãnh tụ khối đa số thượng viện thủ đảng cộng hòa là mitch mcconnell và chủ tịch paul ryan cũng như là lãnh tụ khối đa số hạ viện là kevin mccarthy sẽ phát biểu đại hội vào tối ngày hôm nay. Dù những vị này à, tỏ ra lãnh đạm là chưa biết sẽ nói gì trong đại hội này, một cái điều mà người ta ghi nhận thấy rằng lãnh đạo của quốc hội Phe cộng hòa nói rằng sẽ ủng hộ ông ứng cử viên được đề cử chứ không có đề cử, đề cập đến tên ông Donald Trump và nhấn ra mạnh rằng cái sự ủng hộ tức là supporting theo tiếng Anh khác hẳn với cái sự hỗ trợ đứng sau tức là endorsing mặc dù theo trong từ điển thì hai cái chữ này có một cái nghĩa giống nhau. Bà vợ của ông Donald Trump thì đã gây sóng gió được sự chú ý ngay của đại hội khi mà bà bước chân lên sân khấu với cái nét đẹp hết sức là diễm uh, kiều của bà. Nói ăn nói um, cũng hấp dẫn và tạo sự chú ý và được rất nhiều người hoan hô cổ vũ. Nhưng mà ngay sau khi bà bước xuống sân khấu thì bắt đầu có một làn sóng chỉ trích bởi vì họ nói rằng cái bài diễn văn của bà vợ ông Donald Trump tức là bà Melania đã đã đạo văn đó một cái ngôn ngữ bình dân tức là ăn cắp văn bài diễn văn của đương kim đệ nhất phu nhân Michelle Obama khi bà Obama đọc trong đại hội đảng dân chủ năm 2008 các nhà bình luận nói rằng có một số đoạn văn mà bà Melania nói trong bài diễn văn đêm hôm qua tại Cleveland ấy, rất giống của bài bà Obama trong năm 2008 và sáng nay CNN đã trích lời của Jackson Mueller là chuyên gia về thông tin của ủy ban tranh cử của ông Donald Trump nói rằng bà Melania là một người đã trải nghiệm kinh nghiệm của một người nhập cư vào nước Mỹ và tình yêu của bà của nước Mỹ đã tỏa sáng trong bài diễn văn của bà và điều đó tạo cho bà sự thành công dĩ nhiên là ông chồng của bà hết lời khen ngợi bà nhưng mà chỉ chỉ vài giờ sau khi bà phát biểu thì trên mạng xã hội người ta phản ứng dữ dội, người ta bảo còn đưa cả hai đoạn văn bằng tiếng Anh nữa. Cho thấy là rất nhiều chữ và cái nghĩa của bà nói trong đêm hôm qua và bài bài diễn văn của bà bà, bà Michelle Barra giống y hệt nhau. Liên quan đến tình hình Biển Đông thì thưa quý khán giả, thái độ hung hăng của nhà nước Cộng sản Trung Quốc khi vẽ đường lưới bò chín đoạn và bao trùm tới 85% khu vực Biển Đông Đã gây phẫn nộ cho rất nhiều các quốc gia trong vùng Tuy nhiên một nước xa xôi Đó là nước Pháp ở phía bên Âu Châu Cũng đang muốn dấn thân trở lại tình hình Biển Đông Thậm chí còn khuyến khích Liên Hiệp Châu Âu phải tích cực hơn nữa Trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải Trong khu vực Biển Đông Mặc nhiên ủng hộ các nỗ lực của Hoa Kỳ Trong một bài phân tích Được đăng ở trên tờ báo The Diplomat Thì xuất bản tại Nhật Bản Thì ông Yoko Chen nguyên là một nhà ngoại giao Pháp gốc Đài Loan đã không ngần ngại cho rằng quyết định dấn thân của nước Pháp làm tăng thêm tình trạng cô lập của Bắc Kinh, nhất là sau khi mà tòa án trọng tài quốc tế The Hague ra tuyên cáo nói rằng Bắc Kinh không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào để xác nhận được chủ quyền của mình trong khu vực lưới bỏ Biển Đông. Thưa quý vị, hôm mùng 6 tháng 5, uh, 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 xin lỗi quý vị, mùng 5 tháng 6 mới đây, tại uh, cuộc hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp là Jean-Yves Le Drian đã kêu gọi Liên hiệp Âu Châu phải tổ chức những chuyến uh, chiến dịch tuần tra chung với các uh, quốc gia vùng biển châu Á và duy trì một sự hiện diện thường trực và rõ ràng tại đây. Điều này là một bằng chứng cụ thể cho thấy rằng nước Pháp uh, đang muốn có một vai trò trong khu vực Biển Đông. Một người đà, thanh niên 17 tuổi đã bị cảnh sát ở bên Đức bắn chết sau khi anh chàng này muốn dùng một cái rìu tấn công nhiều người trên một chuyến xe lửa ở miền nam của nước Đức. Đài CNN đã trích thuật lời của một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết là hung thủ trang bị một con dao và một cái rìu. Được nhận diện là một người Afghanistan 17 tuổi sống tại Bavaria. Vụ tấn công khi xe lửa đang di chuyển và chuyến tàu đã bắt buộc phải ngừng lại giữa hai trạm. Khi xe ngừng thì hung thủ thoát ra ngoài chạy nhưng mà bị cảnh sát bắn hạ chết. Bốn hành khách đã bị thương ở trong tình trạng rất nghiêm trọng. Tuy nhiên tổng số người khác bị tấn công là bao nhiêu chúng ta vẫn chưa biết. Sáng nay thì Bộ An ninh của nước Pháp nói rằng đã tìm thấy được một cái lá cờ của nhà nước Hồi giáo khủng bố ISIS trong căn nhà của cái nghi can bị bắn chết này. Và đồng thời ngay lập tức thì nhà nước khủng bố ISIS đã lên tiếng nhìn nhận rằng cái tay thanh niên 17 tuổi này gốc người Afghanistan là một thành viên của tổ chức khủng bố ISIS. Nếu quả tình như vậy thì đây là lần đầu tiên ISIS tấn công trong nội địa của nước Đức. Và cuối cùng là tin liên quan đến tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ trên thế giới đó là Boeing. Đây là một tin vui bởi vì Boeing đã trúng một cái hợp đồng đấu thầu 127 triệu để tân trang chiếc Air Force One tức là máy bay để dùng chờ Tổng thống của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái phần tân trang này bao gồm sửa lại hệ thống điều hòa môi trường ở trong máy bay, thiết kế và trang bị bên trong máy bay và hệ thống điện cũng như là hệ thống bảo trì. Và hợp đồng này được giao cho chi nhánh Boeing tại Washington State và dự trù sẽ hoàn tất trong năm 2018. Như vậy là Boeing có thêm được 127 triệu Mỹ Kim do tân trang chiếc Air Force One. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.